Rồi chào mừng mọi người đến với kênh của xưởng đồ gốm Mộc Thường Thất nha. Thì hôm nay Mộc đang lên mẫu tay 12 bát tiên. Và bộ siêu phẩm này chất liệu của nó là gỗ chè bông vàng. Là toàn bộ là khung xương chân và như tất cả cái khung xương này của nó là gỗ chè bông vàng. Chỉ riêng mặt bàn, mặt ghế nó là gỗ xoay đào luôn nha mọi người. Và mẫu hàng này Mộc đang lên theo đơn hàng của anh Phát ở bên Ninh Thuận nha. Và mẫu hàng này là tay cụt 12 và giá một bộ khủng như thế này giá của nó chỉ có 13.500.000 thôi. Và Mộc miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính là 40 km. Còn nếu mà Mộc vận chuyển về Ninh Thuận ấy, Quảng Phát thì Mộc nhận thêm phí là 500.000 nhé. Mà Mộc vận chuyển giao xe là giao tận nhà nhé mọi người, chứ không phải là Mộc giao bỏ đầu đường hay đem con bỏ chợ nhá. Giao là giao tận nhà, bê vô trong nhà kê cho mọi người hoàn chỉnh luôn. Và xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu này. Bộ này thì Mộc làm theo kiểu bát tiên, nghĩa là bạn thấy kiểu đục trên này là nó đục hai con rồng. Và tấm tựa này là tựa bát tiên, nhưng mà tựa bát tiên này thì gỗ chè bông vàng luôn, nhưng mà nó không có cái tựa lớn ấy. Thì nên Mộc sẽ ghép là hai tấm lại. Nếu mà bạn để ý ấy, thì cái cây chè của nó to như thế này thì nó sống được khoảng cỡ 25 năm nhé mọi người. Đó, thì nó có cái cây chè này. Và tay ghế là hình hai con lân. Đó. Và một bộ này Mộc sơn màu bóng sáng là sơn theo yêu cầu của anh nhé. Một bộ cực VIP nhé mọi người. Bộ này giá chỉ có 13.500.000 thôi. Còn đây đây, bộ nó gồm 6 món luôn, là một băng ghế dài, hai chiếc ghế đơn, một cái bàn và hai cái đôn như thế này. Để cho mọi người test thử cho mọi người coi. Cái mặt xoay này ấy, thì cái hàng này mọi người có thể gọi là đứng lên thoải mái. Nhưng mà tránh cái trường hợp mà rộng nhảy lên nhé mọi người. Nhảy lên là con nít ấy, con nhảy thì ok. Nhưng mà người lớn thì nhảy lên thì đi lên đứng nằm ngồi thoải mái, nhưng mà mình hạn chế là việc nhảy lên nha. Đó. Và tay con lân cho mọi người coi. Đây là chiếc băng dài rồi. Còn đây là cái ghế đơn. Cái ghế đơn của nó là hai cặp lân, nó mắc tiền là bởi vì cái tấm tựa bát tiên này. Mọi người mua cái tấm tựa bát tiên này mọi người nên lưu ý nhá, mình nên mua cái loại mà người ta làm một tấm thôi. Nếu mà người ta mua cái loại mà tấm bát tiên này nhiều xưởng người ta làm ăn bớt ấy, thì người ta làm cái gỗ nhỏ người ta ghép hai tấm lại. Mà mình ghép theo cái thớ dọc như thế này ấy, thì nó rất là dễ co ngót, nó dễ rung vào rút ấy, phải nó hở ra nha. Người ta phải phơi cây ký thì ok, còn nếu mà không phơi cây ký nó rất dễ bị hở. Nên lưu ý là mua tấm liền. Và tay ghế là tay cặp cùng con lân, để khi ngồi vô đấy, ngồi vô rất là sang nhé. Và tay ghế là tay con lân này. Cái dàn ghế này Mộc làm hơi nhẹ ra nên ngồi rất là thoải mái. Đây cho mọi người coi cái cặp lân và cặp chân của nó. Các mẫu này là Mộc đục máy hết nhé. Đây, đục lân, đục chạy viền nổi và chạy viền sau. Chân đục nổi tại miền sau. Nếu mọi người coi cái clip về giải mã gỗ chèm của Mộc ấy thì loại này cũng nó chỉ là chèm thường thôi nhé mọi người. Đây cho mọi người coi cái mặt này. Cái mặt này thì mọi người tưởng ấy, nó là dày nguyên tấm 2 phân, nhưng mà thực ra là mặt gốc của nó chỉ có 1/2 nhé mọi người. Là Mộc kẹp sẽ dày. Mọi người nếu mà mọi người mua mọi người để ý này, cái mặt dày gốc ấy thì nó là liền nguyên tấm. Còn cái này mọi người thấy cái đường chỉ kẹp này, mọi người thấy không? Đấy, cái này là mình kẹp rẻ dày thôi nhé mọi người. Mình kẹp như vậy lên nhìn cho bộ ghế nó sang và nó dày thôi. Và bộ này như Mộc nói nhé, nhà Mộc bán là xưởng làm nên giá bán rất là rẻ, có 13.500.000. Nhưng mà nếu mà về tỉnh ấy, người ta có thể nói là cái bộ này là gỗ xoay đào toàn bộ và bán giá khoảng 16-17 triệu. Nhưng mà thực ra nó chỉ là gỗ chèm thôi nhé mọi người. Cho mọi người coi cái này. Rồi, và bộ này là giá 13.500.000 nhé mọi người. Đó, và nguyên cái bàn này. Nhưng Mộc nói là thường về tỉnh người ta nói là gỗ sen đào toàn bộ, nhưng mà thực ra Mộc nói là ở khu Mộc là chuyên sản xuất mấy loại này nhá. Các mày loại bàn ghế gỗ sen đào ấy, như Mộc nói là ở xưởng Mộc ấy, thường ấy người ta không có làm. Và nếu mà làm ấy thì chỉ người ta chỉ làm trong các hộ gia đình thôi, chứ không có phải làm những kiểu đại trà ấy mọi người. Thực sự là cái gỗ sen đào này nó rất là mắc. Nếu mà mình làm lên ấy, một bộ ấy, vốn của nó phải ra khoảng 16-17 triệu, là hàng mộc nhé mọi người. Đấy, mà nếu mà sơn xịt nữa thì nó ra khoảng 20 mấy triệu. Nếu mà người ta có làm mà người ta bán ấy, thì ít nhất cũng phải khoảng 27-28 triệu, thì nó gần bằng tiền một bộ ghế gỗ gõ đỏ luôn rồi. Nên thường mình không có làm gỗ sen đào toàn bộ là vì vậy.
đó. Còn không có chuyện mà gú xe đèo một bộ như thế này mày bán 16 17 triệu đâu nhá mọi người. 16 17 triệu làm gì đủ tiền. Một này mà gú xe đèo, một khối gú xe đèo bây giờ cả mười mấy triệu một khối, 12 triệu, 13 triệu một khối rồi. Mà bây giờ mình làm ra một bộ ghế như thế này để tiền công thợ, tiền sơn bao nhiêu tiền? Bốn ra em phải 18 19 triệu rồi. Chứ không có chuyện 16 17 triệu mày gú xe đèo đâu nhá. Cho mọi người coi cái ghế đơn còn lại. Nên mình làm cái gì ấy, mình phải nói đúng chuẩn gỗ. Nên thường ở tỉnh người ta thường người ta nói gỗ sen đèo để cho mình dễ mua thôi. Chứ thực ra không có gỗ sen đèo mà 16 17 triệu đâu nhá. Chân này sau đục. Rồi. Thì nếu mọi người thấy clip của Mộc hay thì mọi người có thể đăng ký channel của Mộc để tham khảo các mẫu bên xưởng nhà Mộc và bên khu làng nghề Mộc là làng nghề đồ gỗ Phú Na nhé mọi người. Chào tất cả mọi người nha.